Bệnh đậu mùa khỉ do một loại virus gây bệnh đậu mùa ở khỉ lây nhiễm và gây bệnh sang người và có thể lây từ người sang người. Đường lây do tiếp xúc trực tiếp với các tổn thương ngoài da của bệnh nhân, do tiếp xúc gần qua các giọt bắn từ đường hô hấp, do tiếp xúc với các vật dụng bị nhiễm virus gây bệnh. Có thể lây qua việc giết mổ, ăn thịt các loại động vật bị nhiễm bệnh. Biểu hiện lâm sàng: giai đoạn ủ bệnh không có biểu hiện, giai đoạn khởi phát có sốt và nổi hạch toàn thân kèm theo đau đầu, mệt mỏi, ớn lạnh, đau họng, đau cơ. Giai đoạn toàn phát đặc trưng bởi các ban trên da, gặp nhiều ở mặt, lòng bàn tay, bàn chân. Giai đoạn hồi phục, bệnh 2 đến 4 tuần rồi tự khỏi. Bệnh nhân có thể gặp biến chứng như nhiễm khuẩn da, viêm phổi, viêm não, nhiễm khuẩn huyết. Chẩn đoán: ca bệnh nghi ngờ, có biểu hiện lâm sàng và tiếp xúc với ca bệnh xác định hoặc ca bệnh có thể. Ca bệnh xác định có xét nghiệm sinh học phân tử dương tính với đậu mùa khỉ. Nguyên tắc điều trị: cách ly tại cơ sở y tế, chủ yếu là điều trị triệu chứng, dùng thuốc kháng virus với trường hợp bệnh nặng hoặc một số trường hợp đặc biệt. Phân tuyến điều trị: tuyến xã phường ca bệnh nhẹ hoặc không triệu chứng, tuyến tỉnh trung ương ca bệnh nặng hoặc nguy cơ cao. Phòng bệnh: tránh tiếp xúc với người động vật có thể bị bệnh, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn sau khi tiếp xúc với người động vật nghi ngờ đậu mùa khỉ. Cách ly điều trị người bệnh ở cơ sở y tế, sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân khi chăm sóc người bệnh, đánh giá nguy cơ phơi nhiễm theo quy định để có biện pháp xử trí. Sử dụng vaccine phòng bệnh với nhóm đối tượng có nguy cơ cao.